Với tầm nhìn đưa VTV Go trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cùng với sự đồng hành hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ của Bộ Thông tin và Truyền thông, ứng dụng xem truyền hình trên Internet VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam đã trở thành nền tảng truyền hình số quốc gia với khả năng truyền tải trực tuyến hàng chục kênh truyền hình chất lượng cao và hàng nghìn giờ chương trình theo yêu cầu, góp phần kết nối và thúc đẩy các đơn vị hoạt động truyền hình và các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tháng 12 năm 2022, ứng dụng VTV Go được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đạt tiêu chí là nền tảng số phục vụ người dân. Theo thống kê trên hệ thống, VTV Go hiện có hơn 8 triệu người dùng thường xuyên, trong đó có 6 triệu người dùng trên các thiết bị di động và 2 triệu người dùng trên TV thông minh. Thực hiện sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số lĩnh vực truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã nghiên cứu triển khai phát triển VTV Go từ gần 10 năm nay. Ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào, chỉ cần có trên tay một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính bảng hoặc là một chiếc máy tính cùng với ứng dụng VTV Go thì quý vị khán giả có thể xem toàn bộ 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia cùng với các kênh truyền hình của các đài địa phương trên toàn quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn có mặt trên VTV Go thì các kênh truyền hình đã có thể tiếp cận được hàng triệu khán giả trong nước và trên thế giới. VTV Go là kết quả của quá trình chuyển đổi số rất mạnh mẽ của Đài Truyền hình Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Những cái nội dung trên nền tảng VGo phải được phong phú đa dạng, không chỉ bao gồm những là tin tức mà còn bao gồm những cái chương trình giải trí, rồi là những chương trình thưởng thức, những chương trình dành cho thiếu nhi. Cái thứ hai nữa là ứng dụng công nghệ, làm sao để cái ứng dụng VTV Go có những cái trải nghiệm xem tốt nhất, phù hợp nhất đối với từng đối tượng khán giả. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để có thể là hiểu hơn về khán giả. Chỉ có khi là rất hiểu rõ về khán giả thì mới có thể là cung cấp những nội dung là phù hợp với từng đối tượng khán giả. Trong thời gian tới, nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ, tối ưu tính năng cá nhân hóa về trải nghiệm người dùng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí thiết yếu của người dân Việt Nam, từng bước cạnh tranh với các nền tảng số quốc tế.